Mỡ trong máu. Mỡ trong máu thì cũng có tên gọi là máu bẩn. Máu bẩn hay mỡ trong máu nó rất nguy hại cho sức khỏe của bà con. Cho nên không nên ở nhà mà tự giải quyết chữa chạy, và nên đi bệnh viện để nhờ bác sĩ can thiệp và giúp đỡ. Nhưng mà mỡ trong máu thì cũng nên ăn được. Những loại thế này để giải quyết là những loại tốt để mỡ trong máu được hạn chế, khắc phục lại. Đó là nên ăn yến mạch, đậu gà, xà lách, hành nhân, quả bơ. Bơ thì chúng ta ăn một ngày nửa trái thôi nha bà con, 1/2 trái, không nên ăn nhiều. Mỡ trong máu nên ăn tiếp tục là yến mạch, đậu gà, xà lách, hành nhân và quả bơ nửa quả một ngày. Có 3 dấu hiệu để chúng ta biết mỡ trong máu gọi là máu bẩn này là người hay mệt mỏi, tê bì chân tay, dễ bị tai tai cái mà tai biến, gây ra đột quỵ, đau đầu, đau nửa đầu, đau tim, nhói nhói cái mà ở tim, tức ngực, hụt hơi, mắt thì lúc mờ, lúc sáng, miệng thì méo, suy giảm trí nhớ, lúc thì quên, lúc là nhớ nha bà con, thì ta nên đi gấp bệnh viện bà con ơi. Kênh chúng tôi một ngày nói về 4 video về đời sống và sức khỏe. Bà con có thấy được vui lòng chia sẻ để mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con có thấy được vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ chúng tôi bà con nha. Và mọi người cùng nhau khỏe mạnh thì chia sẻ bà con ơi. Chúc bà con thấy vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.